Đây nó đang bò ra nè, kiến này. Này màu vàng, kiến này màu vàng nha anh em. Campbellotus pechenkoi. À. Mình về mình làm cái ống, cái cầu để mình dẫn cho các bé nó đi qua đây. Singularis với lại Sien băng này nó màu đen rồi. Giờ mình chọn bé màu vàng. Con kiến khi mà nó làm tổ ở đâu rồi thì đó nó xác định đó là nhà của nó. Thì nó sẽ khó có bỏ nhà nó đi chỗ khác lắm. Mà mình chờ nó 2 ngày luôn. Nó không có chịu qua các bạn, nó cứ đi tới đi lui thăm dò, tới lui thăm dò hoài. Tạo cái môi trường mới tốt hơn cái môi trường cũ. Thì con kiến nó sẽ bỏ môi trường cũ, nó qua môi trường mới, nó sống tốt hơn. Kiến này nó không có ánh sáng cho nên mình che cái phần nét mới trong đây lại. Mình phơi cái ống nghiệm này ngoài nắng. Nóng hơn thì các bé kiến không có thích thì nó sẽ bỏ nhà cũ để đi tìm nhà mới. Nó là cái gì đó mới hoàn toàn mà. Để mình chúng ta có thể hiểu một cái mới hoàn toàn thì nó cần thời gian. Nhẹ nhẹ thôi. Tại mình mở mạnh quá là nó sẽ hoảng hồn. Nó sẽ động. Cũng còn ít ít cả anh em. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Oh, hello anh em nha. Vô kia chưa? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, giới thiệu các bạn. Chết tôi rồi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, giới thiệu các bạn món đồ chơi mới của mình ha. Thì đây là cái tăng kiến của bạn Minh tặng cho mình, hình khúc gỗ rất là đẹp. Mình đã có dịp giới thiệu với anh em ở clip trước rồi. Còn cái bầy này là bữa mình qua bạn Nhật, Nhật Nguyễn. À, bầy này là cái họ cái gì? tên nó hơi dài dài nha các bạn ha. Timer mới nhớ. Campbellotus pechenkoi. À, cái tên nó dài quá các bạn, nhớ không nổi luôn á. Đi ra ánh sáng chút xíu. Thì mình học được một điều. Đây là cái ống nghiệm mà mình lấy cái bầy của bạn Nhật chia cho mình đây. Mình về mình làm cái ống, cái cầu để mình dẫn cho các bé nó đi qua đây ha. Thì gọi là mình tạo cái đường dẫn cho nó qua như vậy thì nó ít bị stress hơn. Đó, thì nó cũng qua đường mới rồi mà chưa qua hết, vẫn còn đó, nó cho nó qua từ từ các bạn. Nó qua đường miếng ở đây nè, chói không, nó tha cả ấu ra luôn nè. À, như mình thì mình có bày Singularis với lại Sien băng này nó màu đen rồi. Giờ mình chọn bé màu vàng. Bầy này màu vàng. Đúng ra khúc cây này dựng đứng lên ha các bạn ha. Dựng đứng lên như nè. Đó, sau này khi mà nó hết thì nó sẽ dựng đứng lên vậy. Còn bây giờ mình đang cho bé nó bò qua thì mình để nằm ngang đi. Bắt đầu chịu qua rồi. Nhưng mà có mẹo ha các bạn ha, có mẹo. Thì nói chung mình cũng hơi gấp. Mình cũng hơi gấp thời gian. Thì hôm bữa qua bạn Nhật cũng được chia sẻ rất là nhiều cái điều hay luôn. Thì mình cũng có về mình áp dụng liền. Thứ nhất là chúng ta sẽ khi mà chúng ta sang ổ trứng á, trứng kiến á, để mà nó con kiến nó không có bị quá sốc, nó được happy, nó mau chóng thích nghi với môi trường á, thì chúng ta nên tạo cái môi trường sống tốt hơn là cái môi trường sống trong cái ống nghiệm này để bé nó bò. Có nghĩa là con kiến khi mà nó làm tổ ở đâu rồi thì đó nó xác định đó là nhà của nó. Thì nó sẽ khó có bỏ nhà nó đi chỗ khác lắm. Trừ khi là nó tìm được cái môi trường sống tốt hơn cái môi trường cũ. Thì nó sẽ bò từ bên này qua bên này. Đó, thì mình tạo một cái đường dẫn để cho bé nó từ từ nó tìm hiểu. Tại vì khi nó qua một cái môi trường mới là nó cần một cái quá trình để mà nó tìm hiểu, nó thích nghi nữa. Cho nên là cần tốn nhiều thời gian. Mình để nay là ngày thứ ba rồi đó các bạn. Ngày thứ ba rồi. Thì nó cứ đi tới, nó đi từ bên này qua bên đây. Nó đi vòng vòng, nó thấy không ok, nó bò qua lại. Đó, nó cứ đi thăm dò vậy, chứ không phải nó ào cái nó qua liền. Đâu ha. Thì mình học được cái điều này, mình không có gọi là chuyển nét một cách đột ngột nữa. Đó, không có gấp hoặc là không có đổ qua nữa, mà mình sẽ tạo cái đường dẫn cho bé nó đi qua. Nhưng mà có một cái thực tế này nè các bạn. Là nếu mà chúng ta để từ từ á, thì nó rất là mất thời gian, rất là lâu luôn. Thí dụ như cái này á, cái ổ này nó đang nằm ở trong một cái tăng khác, mình chuyển qua một cái tăng mới thì ok, mình sẽ cho nó chút thời gian để nó qua từ từ. Tuy nhiên á, là cái ổ cũ của nó là trong cái ống nghiệm này thì các bạn thấy rồi, nhìn vô thấy cái ống nghiệm không à, chứ không thấy con kiến đâu hết trơn á.
Cho nên mình muốn chuyển cái ống nghiệm qua đây để mình ngắm cái bầy kiến của mình á. Mà mình chờ nó 2 ngày luôn. Rồi nó không có chịu qua các bạn, nó cứ đi tới đi lui thăm dò, tới lui thăm dò hoài. Cuối cùng mình phải xài một cái tuyệt chiêu hơi gấp rút một chút, nhưng mà nó vẫn ok. Có nghĩa là sao? Có hai cách. Có hai cách để mà chuyển nhà cho kiến. Về cơ bản, cách 1, tạo cái môi trường mới tốt hơn cái môi trường cũ, thì con kiến nó sẽ bỏ môi trường cũ, nó qua môi trường mới, nó sống tốt hơn. Nếu mà mình đã làm tốt rồi mà nó vẫn chưa qua, thì còn cách thứ hai đó là gì? Đó là làm cho cái môi trường cũ nó tệ đi, để nó đi qua cái môi trường mới. Tệ đi thì đây có thể hiểu là mình làm cho nó nóng quá, khô quá thì nó sẽ bỏ đi. Thì cuối cùng là mình đã không đủ kiên nhẫn để mình chờ cho nó qua từ từ. Giống như mình nói, nếu như cái này là một cái tăng bình thường, mình có thể ngắm nhìn nó, giờ mình muốn chuyển nó qua cái tăng mới thì mình chờ được. Tuy nhiên thì cái này là cái cũ của nó là một cái ống nghiệm, nhìn không có thấy gì cả đó. Cho nên mình rất là nôn nóng để mà mình thấy cái bầy kiến của mình. Cho nên là hôm qua tới nay, sáng này tới nay là mình đã bỏ nó vô đây. Mình che cái phần nét mới lại để ánh sáng nó không lọt vào. Kiến thì nó không thích ánh sáng ha. Kiến thì nó không thích ánh sáng, cho nên mình che cái phần nét mới trong đây lại. Mình phơi cái ống nghiệm này ngoài nắng. Thì các bạn thấy khi mình phơi ngoài nắng thì hơi nước nó cũng bốc hơi lên dày nè, nhiều. Đó, thì khi mình phơi cái ống này ngoài nắng á, thì nó sẽ nóng hơn. Nóng hơn thì các bé kiến nó sẽ không có thích. Không có thích thì nó sẽ bỏ nhà cũ để đi tìm nhà mới. Đó, đây là cái cách của mình cho các bé nó qua nhà mới ha. Cũng học hỏi từ các anh em chứ biết cách này. Chứ còn như lúc trước mình chưa có biết thì mình nhiều khi mình cũng can thiệp hơi thô bạo. Đó. Nè, nó có cái cầu đi qua đi lại qua lại nè. Đi qua đi lại thì tạm thời mình cứ để vậy đi cho nó em nó qua từ từ. Nhưng mà cũng thấy có khả quan là một nhóm nó đã qua rồi. Nó qua nằm khu vực này. À. Thì hôm bữa mình cũng chưa có coi kỹ cái tăng này nữa, thì ra cái tăng này nó có một cái đường nữa các bạn, nó có một cái đường nhỏ ở đây. Đây. Có đường nhỏ ở đây để cho các bạn kiến nó chui qua được. Thì ở đây cũng là một cái nét đó. Và cái này nó có khóa được nè. Cái chỗ này là cái khóa nè. Nó đóng mở được. Mình cũng hơi lo là cái bầy của mình nó nhỏ thôi, mà vô cái phần nét như này nó rộng quá thì sợ là các bé nó sẽ bị stress. Đó, kiến mà nó cái đàn nó nhỏ quá, mình ở cái chuồng bự quá thì nó cũng có khả năng bị stress. Cho nên lúc đầu á, mình tính là mình sẽ mở cái này ra rồi mình nhét bông gòn che bớt lại. Ở đây nó có mấy cái khoang để nó đi xuyên qua nè, thì mình sẽ nhét bông gòn che khuất lại. Mình tính khống chế cái nét nó, cái đàn nhỏ mình nó ở khúc này thôi nè. Mình ngăn lại khúc này lại, che cái lỗ lại. Nhưng mà sau đó mình phát hiện là ở bên này nó cũng có một cái để cho nó có thể rộng rãi cho nó sinh sống tạm thời. Cho nên là mình sẽ khóa cái này lại. Cái này khóa nha các bạn, cái này khóa được nè. Xoay đi là nó sẽ khóa lại. Ở trên này nó không có xuống được. À, còn xuống vậy là nó sẽ mở ra. Cũng khá là ok ha. Khá là dễ thương, đẹp. Ở trong này thì tạm thời là mình để một chén nước với một chén nước đường. Mình cũng chưa có cho ăn, chưa có cho các bé ăn. Mình để một chén nước uống và một chén nước đường thôi, để cho em nó uống thôi. Cái lỗ này bữa mình lấy cái ống này nó cũng hơi nhỏ, lỗ hơi bự, mình phải nhét bông gòn bịt thêm vô để cho kiến nó đừng có trốn thoát ra ngoài. Và mình sẽ tiếp tục chờ đợi các bạn kiến nó bò từ bên này qua bên này. Cái dòng này gọi là nãy nói gì, Cambonotus. Tên gì? Phết chân coi. Cái này phải nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần từ từ nó sẽ nhớ ha. Đó. Thì giờ qua đường mới rồi, hy vọng là các em nó sẽ tiếp tục qua. Rồi từ từ nó sẽ ổn định cái chỗ ở. Rồi ở đầu nó sẽ sinh sôi nảy nở. Cũng đẹp lắm các bạn. Cái bầy này mình thấy cái bầy của bạn Nhật
mà nó gọi là nó ổn định về tâm lý, nó đẻ ấu đẻ đồ, nhìn cũng phê lắm nha, đã lắm đó. Thì trước mắt là qua được như đây, chờ nó qua tiếp. Có bé nó tha cả cái ấu qua đây rồi thì thấy cũng là một cái tín hiệu khả quan. Cái dòng này cũng là gọi là gì, fully fully ôn bài nha. Hôm qua ai coi cái clip kia rồi, giờ ôn bài fully là gì nào? Fully fully thì nói chung là nó không phải là tuyệt đối, nhưng mà nó con kiến nó chia làm ba khoang đúng không, chia làm ba khoang à, vậy nếu mà nói về fully fully tức là cái con queen và những cái con worker hay gì đó nó khác nhau hoàn toàn ha, nó trên là kích cỡ hoàn toàn luôn, còn cái tụi semi á là nó xem nhau đó, về cơ bản là vậy. Thì anh em nào mà chuyên về kiến, nếu mình nghe mình nói cái gì mà nó có ngộ nhận hay hiểu lầm gì thì anh em cũng thương tình là chỉnh lại cho mình nha, tại vì mình cũng mới vô nghề thôi, newbie, mới nuôi nghề bộ môn này, cho nên là có những cái nó hiểu chưa đúng thì anh em điều chỉnh lại, đừng có chữ. Này mình không phải là chuyên gia trong kiến này, đang học hỏi từng bước một à, cũng rất là khó anh em, tại vì nó là cái gì đó mới hoàn toàn mà, để mình chúng ta có thể hiểu một cái mới hoàn toàn thì nó cần thời gian. Đây, tính nói gì nữa, ở trong này cũng còn khá nhiều nè. Và mình sẽ nói chung là cái này nó cũng sẽ không tốt cho kiến lắm, không tốt về mặt tâm lý, hoảng sợ thôi chứ không phải là cái gì hết, nhưng mà mình cũng mình muốn dòm bản thân mình, cũng muốn show cho các bạn, cũng như là mình cũng muốn dòm coi trong này nó đã đi qua được nhiều chưa, hay là nó vẫn còn bên này nhiều. Thì giờ mình sẽ mở cái nắp này ra để mình nhìn thử coi, nhẹ nhẹ thôi, tại mình mở mạnh quá là nó sẽ hoảng hồn, nó sẽ động, cũng còn ít cả anh em, còn ít thôi, nó qua cũng được phân nửa ổ rồi đó, phân nửa ổ rồi. Này chắc dài ba bữa nữa sẽ qua, khi nó qua rồi mình sẽ dựng đứng cái này lên mình chơi. Nè, nó đi qua cái đường ống. Hiện thời thì giờ mình cũng chưa cho bé nó ăn uống gì cả, chỉ để miếng nước đường thôi. Nè, đi qua nè, đâu trời qua. Trời ơi, 500 người đang coi hả? Ừ, anh em có hứng thú với kiến dữ, thank you anh em đang coi clip nha, cho xin cái like đi anh em ơi, cho xin like nha. À, chén này chén nước đường đây, chén này chén nước đây. Thì tạm thời mình nói vậy thôi, mình sẽ tìm hiểu tiếp. Thì theo như anh em chia sẻ thì đúng rồi, cái đó thì nó cũng hợp lý thôi. Con kiến thì nó, thứ nhất nuôi kiến thì nó sẽ có nước uống nè. Rồi con kiến nó sẽ đào bới đồ này nọ, cắn thứ các thứ. Thì theo như anh em nhận định thì cái chất liệu gỗ nó sẽ có thể bị mục theo thời gian ha, nếu mà ẩm ướt thì mình cũng sẽ sử dụng thử coi như thế nào. Nhưng mà nói chung là về cái chất liệu cũng như cái thiết kế này thì mình nhìn rất là thích, nó rất là tự nhiên, có thể trang trí trên bàn làm việc được, rất là đẹp. Mình thấy gỗ cũng được xử lý kỹ chứ, mà khoan cái này nè, để thời gian coi như thế nào. Wow, anh em có hứng thú với kiến thiệt, thank you anh em nha. Đây nó đang bò ra nè, kiến này, này màu vàng, kiến này màu vàng nha anh em. Cái con mấy cái con queen rồi nó cũng bự á, con queen nó bự à. Mà anh em nào mà thấy cái này hứng thú á, thấy hứng thú với bộ môn dế này, anh em chơi luôn đi anh em. Kiến anh em chơi luôn đi anh em, tại vì nó rất là thú vị. Nó đẹp, cái chuồng nuôi của nó cũng đẹp, và cái công chăm sóc của nó cũng nhàn. Ở đây là từ cái đồ ăn thức uống nó cũng rẻ, dễ tìm, không có đòi hỏi chăm sóc quá cao, chỉ có anh em hiểu về cái đặc tính loài và chăm sóc cho nó đúng cách ha, tạo cái môi trường sống cho nó thoải mái chút xíu là ok, không tốn quá nhiều thời gian của mình. Và bên cạnh đó không biết các bạn sao, nhưng mà mình rất là tò mò, mình muốn tìm hiểu nhiều thông tin về nó để mà mình có thể hiểu nó hơn, tại vì dù sao nó là một cái đàn mà nó theo cái xã hội học ha, nó có phân bố xã hội, có phân cấp nhiệm vụ đồ, thấy là khá là thú vị.
Thì trong cái thời điểm nuôi trong này nè, thì mình bạn Nhật cũng không có cho ăn. Nói chung là cái giai đoạn này không cần ăn, nó chỉ sống trong đây rồi nó sinh sản đồ này nọ cái thứ thôi. Thì giờ mình chuyển qua đây rồi từ từ mình sẽ cho bé nó ăn thử coi như thế nào. Cái hour này là mình lấy ra được nè, phần này mình mở kiến ra được nè. À, cũng dễ thao tác, cũng dễ thao tác. Này có cái ấu nè, này nó có cái đường đi vô nè. À, thiết kế có cái đường đi xuống này ha, đường này xuống bên hông này, đi qua lại nè. Kệ cứ để cho nó hai bên cho nó qua lại cho nó vui đi. Xài cái này là hít 500 hết. Hạn kiến khi nó dọn nhà đi nó tha ấu rồi hết ha, thấy cũng được. Ok. Cái này khi mà nó ổn định rồi á, mình sẽ cho nó dựng đứng trên bàn làm việc như vậy, nhìn nó sang trọng ha. Rồi dưới này nó sẽ sinh sôi nảy nở rồi, nhìn nó sơm tụ rồi. Nuôi mối hả? Nuôi mối thì có nghe mấy anh em bên côn trùng là cũng có nung nấu ý tưởng đó, thì để anh em nghiên cứu đi rồi mình vô chơi ké. Mình không có chuyên bên côn trùng, mình để anh em chơi xong anh em chia sẻ lại rồi mình sẽ chơi. Chứ cũng có mấy anh em chơi mối á, nhưng mà chơi mối hơi khó, một cái là nó tới thui à, nó tới thui à. Anh em nào có chơi mối thì hú mình nha, mình xuống mình chơi luôn một ổ về chơi tiếp. Tăng này là của bạn Minh tặng cho mình. Bạn Minh tặng cho mình chứ mình không có mua. Ở đây có gì nè, có thông tin nè, Magpie Quốc Cường EDC nha anh em. À, nhìn dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy dưới đây là cái khu vực này là để nó cấp ẩm cho cái nét nè. À, bơm nước dưới đây đầu nó bốc hơi lên từ từ, nó cấp ẩm cho cái nét. Ở bên này nó có một cái đường, thì mình nghĩ cái đường này là cái để khi mà cái đàn mình to quá thì mình sẽ nói vô, mình thông qua một cái tăng khác để cho nó rộng rãi ra. Ok, anh em có câu hỏi nào nữa không anh em? Hỏi dễ dễ thôi, hỏi khó quá là bó tài đó. Cái này như cũng rẻ, dòng này rẻ anh em, vài xị thì phải á. Tùy vô cái tổ nữa, cái tổ lớn hay tổ nhỏ, nhưng mà nói chung cái dòng này thì mình nghĩ nó cũng rẻ chứ nó không mắc. Mà nhìn cái bụng nó vàng vàng cũng đã nè, qua này hứng nắng đã. Bụng nó vàng 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 à. Cambonotus Fetchin Coi. Cũng sợ lúc mình chuyển qua mình cũng sợ nó bị sốc với nó xì chét á, nó chậm thích nghi, để coi sao. Cũng hay ha, cái này có nút bấm, biết bấm gì ta, này chắc trang trí chơi thôi chứ đâu bấm được gì. Bấm gọi kiến chúa. Bấm gọi kiến chúa. Đây anh em, cái này là của bạn Minh tặng cho mình, trong ra là có khắc cái chữ Nam Ngô Farm luôn, rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn. Công phu ha, đẹp. Mình thì mình ngoài mình thích chơi chơi kiến á, mình đang tìm hiểu kiến, nhưng mà cái mình thích cái cảnh quan, thì cái nét á nó cũng thỏa mãn, cái nét nó cũng đủ thỏa mãn mình một phần nào các bạn. Nghe là mình chơi cái nét nó phải đẹp, nó phải trưng bày đó này nọ, gớt đâu cũng hết rồi.
Thì nhiều khi chưng cái nét không mình cũng thấy sướng nữa. Đây. Rồi ok các bạn. Thì khoe với các bạn là bữa khoe cái tăng mới rồi, bây giờ khoe thêm một bài kiến mới nữa. Thì tổng cộng mình bữa giờ mình đã sưu tập được 4 bài kiến rồi. Cái bài đầu tiên là Chat Cho, tới Singularis, tới Siam Bang, và cái bài mới nhất của mình đó là Combonotus. Combonotus là cái họ ha. Và cái dòng này gọi là Fed Chain Coin. Cái tên nó đọc đi đọc lại hoài, từ từ sẽ nhớ. Nhưng mà rất tiếc là cái bài Chat Cho nó bị hẹo rồi. Nó hẹo rồi các bạn. Giờ mình chỉ còn 3 bài thôi. 3 bài này thôi. Thì từ từ mình nghĩ là số lượng sẽ tăng lên. Mình đang đặt một cái tủ mát. Cái nhiệt độ nó rơi vào tầm khoảng 23 tới 26 độ để mình chăm sóc cái bàn kiến này cho nó tốt nhất có thể. Thì tại vì cái môi trường sống của tụi nó cần mát mẻ như vậy, và cái độ ẩm rất là cao. Tụi này nó thích độ ẩm cao và cái môi trường sống mát mẻ, cho nên mình đặt một cái tủ mát và có cái độ ẩm nó rơi vào khoảng 80-85%. Thì mình nghĩ nó, thì theo sư tư vấn của các bạn là các anh em chơi trước là nó rất là phù hợp cho tụi này nó phát triển tốt. Thì trong tương lai nếu mà mình sưu tập nhiều nữa là có thể là một căn phòng luôn, xây dựng thành một căn phòng luôn cho đã ha. Ok mọi người, ai mà hứng thú với kiến thì mình nghĩ nên chơi đi, chơi nó hay, nó cũng không quá tốn nhiều tiền, không quá tốn thời gian, nói chung là cũng không tốn cái gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta yêu thích nó đó, nó sẽ cho chúng ta cái sự tò mò, hứng thú để mà tìm hiểu, để mà học hỏi. Cái lượng kiến thức của nó thì phải nói là bao la luôn đó, và nó xả chét rất là tốt ha. Chi phí để mà chơi nhập cuộc thì nó cũng không cao, đôi 3 triệu, 2-3 triệu là có thể chơi được rồi. Thấp hơn cũng có nữa. Nhiều anh em sinh viên không có điều kiện thì mua một cái ống nghiệm, một con queen thôi, thì sẽ có cái cảm giác là build lên một cái đàn kiến khủng từ một con queen duy nhất. Từ một con queen nuôi trong cái ống nghiệm, từ từ nó nhân lên thành cái đàn lớn thì cũng hay đó. Thì có thể trong tương lai mình cũng sẽ thử mình nuôi giống như Nhật bữa chia sẻ, nguyên cái dãy giống như cái căn chung cư vậy đó, nuôi con thôi, thì từ từ mình gầy cái bầy lên thì cảm giác nó cũng sung sướng, cũng thích. Ok mọi người, khoe với mọi người chút thôi ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ.